Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề. Kiếp sau bạn muốn làm gì? Do tịnh tâm sưu tầm, Tú Linh trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Tú Linh xin kính chào quý vị. Hôm nay nhạc lá bồ đề trở lại với quý vị với câu chuyện kiếp sau bạn trở thành người như thế nào là do chính mình quyết định. Chuyện do tịnh tâm sưu tầm, Tú Linh thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi bản thân muốn kiếp sau có một số mệnh sung sướng, xinh đẹp, cần tu chính kiếp này. Khuôn mặt xinh đẹp là một loại phúc báu. Dù là phúc báu nào thì cũng có căn nguyên của nó, giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khương mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng, lương thiện, đến tuổi trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện của tính cách một người. Nửa đời trước của một người là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau chính là tự mình. Vậy mới nói, sau khi đến trung niên, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình. Lòng từ bi cũng là một yếu tố quan trọng. Người có tâm thiện thường từ trong ra ngoài, tản mát ra một loại hào quang, càng khiến người thuận mắt, càng ngày càng thích tiếp xúc. Mà người ích kỷ giảo hoạt, so đo, tất khó nhìn, thậm chí xấu xí. Theo luật nhân quả, sự trộm cắp, bụng xỉn, ích kỷ, tham lam là nhân đưa đến sự nghèo túng. Thì ngược lại, để thoát khỏi điều này, chúng ta hãy biết bố thí, cúng dường, sang sẻ vật chất cho những người nghèo khổ hoặc hộ trì chánh pháp. Nhân nào quả nấy, khi biết ban tặng thì chúng ta sẽ nhận lại mà không mất đi tin sâu vào nhân quả luật nhân quả là quy luật của vũ trụ bất di bất dịch vì thế tin vào nhân quả chúng ta sẽ có hướng đi đúng đắn biết làm việc lành và lánh xe việc giữ một người có lòng tin vào nhân quả sẽ trở nên mạnh mẽ sáng suốt để nhìn nhận sự việc và cách chuyển hóa theo đúng chánh pháp thay vì than thân trách phận hoặc xa vào sự vô minh mà trở nên càng lầm lỗi. Có một câu chuyện như sau. Thành Hàng Châu có một cửa hiệu tơ tầm nọ, mở cửa đã hơn 10 năm, chủ nhân tuổi đã hơn 50 nhưng tâm địa bất lương. Có một năm, khu vực đã phát sinh hỏa hoạn, lửa cháy lan đến cửa hiệu tơ tầm ấy phía sau cửa hiệu là một nhà của gia đình nghèo cả nhà có ba người sinh sống bằng nghề giặt quần áo khi ra vào nhà thì phải đi qua cửa bên hông của hiệu tơ tầm lúc lửa đang cháy dữ dội gia đình nghèo ấy cả ba người không ngừng kêu thất thanh mở cửa ra mở cửa ra hy vọng có thể thoát qua cửa sau mà bảo toàn tánh mạng ngờ đâu người chủ cửa hiệu vì để thuận tiện vận chuyển hàng hóa, dùng sức cửa khóa chặt cửa sau không cho mở. Đến lúc chuyển hết đồ đạc xong, lửa cũng đã được dập tắt đi rồi, thì cả nhà nghèo kia đều bị chết cháy. Một năm sau, chủ hiệu tơ tầm đột ngột qua đời. Một đêm nọ, ông ta báo mộng cho con trai nói rằng, ta hại chết cả nhà người ta, âm tàu không cho chuyển sinh làm người nữa mà phải nhập vào thai heo. Hiện giờ ở tại một nhà nông nọ có một con heo vừa hạ san bốn con heo con. Con heo mà trên thân có cái bớt màu đỏ chính là ta đó. Con hãy hỏi vị nông dân kia xin mua rồi đưa ta về nhà nuôi để tránh bị người ta sâu xé. Nói xong và khóc lớn. Con trai ông ta sau khi tỉnh dậy cảm thấy cảnh mộng sao giống y như thật. Bèn dựa theo những lời cha chỉ dẫn trong mộng mà tìm đến nơi ấy quả nhiên là có một con heo mới sinh trên người có cái bớt màu đỏ con heo nhỏ nhìn thấy con trai tới thì kêu gào thảm thiết đứng lên điệu bộ giống như đang lại lục văn sinh con trai ông liền dùng tiền mua nó về nhà được mấy ngày người con trai lại nằm mộng thấy cha nói rằng ta khi còn sống tội ác tày trời sau khi chết nếu đã tái sinh thành súc vật mà ăn uống sinh hoạt vẫn như người lúc còn sống thế thì chỉ có tăng thêm tội nghiệp sau khi chết điều gì ta cũng đều hiểu rõ nhưng cũng chỉ biết hối hận mà thôi con nhất định cần phải biết yêu quý thân người và làm nhiều việc thiện đó người xưa có câu muốn biết kiếp trước đã làm những gì hãy xem kiếp này được thụ hưởng thế nào muốn biết kiếp sau hãy xem kiếp này đã làm được những gì? Làm cho người ta tin tưởng ở luật trời có thiện ác báo ứng. Kỳ thực, hiện nay, bất kể mọi người trong quá khứ từng làm sai điều gì, bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi vì Phật Pháp từ bi vẫn cấp cho con người một cơ hội tốt. Cần nhất chính là hôm nay, là thời khắc này mấu chốt để tự lựa chọn tương lai cho bản thân mình. Không nên lại sai lạc thêm một lần nữa. Không nên tạo ra nỗi hối hận mà vĩnh viễn sẽ không cách nào quên được. Bảo trì thiện niệm, yêu quý sinh mệnh, thuận theo đặc tính, chân thiện nhẫn của vũ trụ mà hành động. Đó mới là sự lựa chọn sáng suốt của những sinh mệnh chân chính. Kính thưa quý vị, Nhạc lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại vào kỳ tới. Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CDA trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and in Tech Today, tạm dịch là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay trao tặng, và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất do Hiệp hội Residential Systems trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Luraco. Một lần nữa, ghế massage Luraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số một thế giới. Ghế massage Luraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Luraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc. 1 800, -9930, 1 -800 9930 Minh Auto Repairs Nơi sửa xe được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân hữu và khách hàng Công ty của người Việt đã phục vụ quý đồng hương trên 30 năm vùng hoa tỉnh đốn Traditional Auto Body đảm trách các dịch vụ Auto Body Shop định giá trước cho bảo hiểm xe của quý vị Chính xác, nhanh chóng và miễn phí Minh Auto Repairs nhận sửa tất cả các loại xe Mỹ và ngoại quốc Bán mua, đổi xe cũ, bảo đảm 3 tháng Giới thiệu chương trình mua xe, Mới hình đây, với giá hợp thời trang và vừa túi tiền, xin liên lạc Anh Minh Professional Auto Body 619 Burnside Place, Alexandria, Virginia 22304, điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224.